năng lực trong lời cầu nguyện của người nữ. Ngày 23, đấng chữa lành. Chữa lành và chăm sóc thân thể là hai vấn đề khác nhau. Bạn cầu xin Đức Chúa Trời chữa lành, đây là việc Ngài làm. Còn chăm sóc cơ thể bản thân là việc bạn làm. Cả hai đều là tối quan trọng. Nhiều người nghĩ, cuộc sống tôi thuộc về Chúa, còn cơ thể tôi thuộc về mình. Nhưng nếu chúng ta thuộc về Chúa trọn vẹn, thì cả thân thể chúng ta cũng phải đầu phục Ngài như ở mọi khía cạnh khác của cuộc sống. Ngài muốn chúng ta làm người quản gia tốt đối với mọi điều Ngài ban cho, cả cơ thể chúng ta. Ngài muốn chúng ta sống quân bình và điều độ, chăm sóc cơ thể đều đặn và đúng cách thay vì lạm dụng nó. Hãy nhớ chúng ta là đền thờ của Thánh Linh Ngài. Một điều quan trọng khi chăm sóc thân thể mình là động cơ đằng sau đó. Nếu động cơ chỉ là để mặc quần áo đẹp hơn, thì khi lớn tuổi, nhiều người chẳng còn hứng thú nữa. Nhưng nếu động cơ là để khỏe mạnh, năng động và tích cực hầu việc Chúa hơn, thì nó sẽ thúc đẩy bạn đến cuối cùng và sinh ra bông trái trong cõi đời đời. Tuy nhiên, dù đã làm mọi việc cần phải làm và có cố gắng tới mức nào, chúng ta vẫn có thể mắc bệnh, kể cả bệnh nghiêm trọng. Có thể không phải do lỗi chúng ta, mà do di truyền từ các tổ phụ sa ngã. Đức Chúa Trời biết rõ điều này, vì vậy Ngài đã ban Chúa Giê-xu đấng chữa lành vì lòng nhân từ của Đức Chúa Trời đối với chúng ta. Trong Kinh Thánh, có người chỉ chạm vào Chúa Giê-xu là được chữa lành, Mát đoạn 6 câu 56. Chúng ta cũng vậy. Cách chạm đến Ngài, ấy là chúng ta dành thời giờ ở riêng với Ngài. Hãy cầu xin Đức Chúa Trời chữa lành cho bạn, rồi phó thác để Đức Chúa Trời hành động theo cách của Ngài và theo thời điểm của Ngài. Hãy cộng tác với Đức Chúa Trời, biết rằng dù bạn là người chăm sóc, nhưng Đức Chúa Trời là đấng chữa lành. Lời Đức Chúa Trời hứa với tôi. Đức Giê-hô-va phán, ta sẽ chữa lành thân thể ngươi và chữa vết thương ngươi. Giê-rê-mi đoạn 30 câu 17. Lời cầu nguyện của tôi. Lạy Chúa, con cảm tạ Ngài là đấng chữa lành. Con trông đợi Ngài chữa lành những thương tích hay ốm đau của con. Con xin Ngài thêm sức và chữa lành con hôm nay. Đặc biệt, con cầu nguyện cho nếu bất kỳ lĩnh vực nào bạn cần Chúa chữa lành cho mình, xin chữa lành để ứng nghiệm lời tiên tri Ê-sai rằng chính Ngài đã lấy tật bệnh của chúng ta và gánh bệnh tật của chúng ta. Ma-thi-ơ đoạn 8 câu 17. Ngài đã chịu khổ, chịu chết và bị chôn hầu cho con được chữa lành, được tha thứ và hưởng sự sống đời đời. Bởi những lần roi Ngài, con được lành bệnh. Phi-e-rơ nhất đoạn 2 câu 24. Con biết rằng trong sự hiện diện của Ngài, con có thể vươn ra, giở chạm vào Ngài và được Ngài chạm đến. Xin ban cho con năng lực để giữ vững kỷ luật về việc ăn uống và rèn luyện sức khỏe. Xin giúp con kỷ luật và bắt phục thân thể mình. Lạy Chúa, xin giúp con nghe theo sự hướng dẫn của bác sĩ khi đau ốm. Xin Ngài ban cho bác sĩ có sự khôn ngoan để điều trị cho con. Lạy Chúa, con muốn mọi việc con làm đều dâng vinh hiển lên cho Ngài. Xin giúp con làm người quản gia tốt đối với cơ thể Ngài ban cho con. Con xưng nhận tội những lần tự xét đoán cơ thể mình, chỉ trích trong tâm trí rằng cơ thể mình không hoàn hảo. Con ăn năn điều đó và xin Ngài tha thứ. Con biết cơ thể con là đền thờ của Thánh Linh Ngài, là đấng ngự trong con. Xin giúp con hiểu thấu đáo chân lý này để giữ cho đền thờ này được sạch sẽ và khỏe mạnh. Xin giúp con không ngược đãi cơ thể mình bất kỳ cách nào. Xin dạy con biết chăm sóc sức khỏe đúng mức và đúng cách. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen. Trích dẫn theo tài liệu Năng lực trong lời cầu nguyện của người nữ, tác giả Stormy O'Martin, nguồn Hội các bà mẹ Cơ đốc.